thanh thiếu niên tuổi teen rủ nhau đi cướp tài sản người đi đường và đã gây ra chót lọt 6 vụ trên cùng một con đường. Chiều ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Nguyễn Thành Tài, 19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Bảo Huy, 17 tuổi, ngụ phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 1 tháng 6, sau khi uống cà phê, Tài rủ Huy chặn đường đánh người để cướp tài sản thì được Huy đồng ý. Sau đó, Huy điều khiển xe máy, bản số 64B2-05560, chở Tài đi tìm con mồi. Khi cả hai đến đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long, thì thấy anh Võ Trần Đình Khang, 30 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, đang dừng xe bên đường. Tài và Huy lấy khúc gỗ gần đó, đánh liên tục vào người anh Khang và mở cốp xe lấy hai cái bóp. Bên trong có số tiền 35.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Trong lúc này, anh Khang nhanh chóng bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, công an đã tiến hành bắt giữ Tài và Huy. Quá trình điều tra, Tài và Huy khai nhận ngoài vụ cướp trên đã thực hiện chót lọt 5 vụ cướp tài sản khác cũng tại đoạn đường Võ Văn Kiệt trên. Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại của các vụ cướp trên thì đến liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long, địa chỉ 119/11B, khóm Tân Quế Hưng, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long trình báo để kịp thời giải quyết theo quy định.